tử Cbiz Trần Phi Vũ vụt sáng thành sao. Với gia thế không phải dạng vừa, Trần Phi Vũ xứng đáng với danh xưng thái tử Cbiz khi có bố là đạo diễn tài ba và mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Trần Phi Vũ tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và gia nhập làng giải trí từ sớm. Tuy nhiên đến năm 2022, cái tên Trần Phi Vũ mới thực sự chiếm sóng toàn màn ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên vào vai nam chính trong bộ phim Bật Lửa và Váy Công Chúa. Nội dung kể về chuyện tình sóng gió giữa thiên tài công nghệ thông tin Lý Tuân và cô tiểu thư Chu Vận xinh đẹp. Từ oan gia ngõ hẹp họ trở thành mối tình đầu của nhau. Trần Phi Vũ đã thành công lột tả được sự kiêu ngạo, thông minh của nam chính. Dù là người lý trí, lạnh lùng nhưng Lý Tuân lại dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho Chu Vận. Sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi đã phần nào góp sức tạo nên thành công của phim. Trần Phi Vũ cũng trở thành diễn viên được săn đón tại Trung Quốc vào cuối năm 2022. Cậu được xem là một trong hai hiện tượng của phim truyền hình Trung Quốc năm nay, cùng với Vương Hạc Đệ của Thương Lan Quyết. Dù sinh ra từ vạch đích nhưng Trần Phi Vũ luôn nỗ lực không ngừng nghỉ và hết lòng theo đuổi nghiệp diễn xuất. Để có một ngoại hình hoàn hảo như hiện nay, nam diễn viên từng trải qua một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, giảm từ 112kg xuống còn 65. Ngoài ra, cậu thanh niên không ngại làm việc 16 đến 17 giờ một ngày để tích lũy thêm kinh nghiệm. Thành công hiện tại như trái ngọt cho sự chăm chỉ của Trần Phi Vũ trong thời gian qua. Cuối cùng sau 5 năm, cậu cũng đã chứng minh được bản thân mình trong Cbiz.